ly cappuccino bằng cái máy ROK. Rồi có cái cần luôn nha. Bây giờ sẽ đánh sữa. Đây, dụng cụ đánh sữa bằng tay. Lấy cái này đảm bảo đánh ngon hơn máy đánh nữa. Sắp có một ly cappuccino này, không làm bằng tay hoàn toàn. Nè, coi lớp kem này rất là mịn luôn. Nè. Trình độ chỉ có thể đổ được cái hình tròn thôi, không thể nào đổ được cái tim nữa rồi. Cho anh mượn cái cây dẻ. Đây, cái hình tròn. Nhưng các bạn có thể dùng cái cây này. Làm cho nó tròn hơn. Yeah.